Hoàng Cầm tên gọi khác tên Hán Việt, Hữu Trường, Không Trường, Túc Cầm, Hoàng Văn, Kinh Cầm, Đỗ Phụ, Nội Hư, Ấn Dầu Lục, Khổ Đốc Bưu, Đồn Vĩ Cầm, Thử Vĩ Cầm, Điều Cầm, Khô Cầm, Bắc Cầm, Phiến Cầm, Khô Trường, Lý Hữu Thảo, Giang Cốc Thụ, Lý Hữu Cân Thảo tên khoa học, dược liệu là rễ khô của cây hoàng cầm họ khoa học, họ hoa môi hoàng là vàng. Vì thuốc có màu vàng sẫm nên gọi là hoàng cầm. 2. Khi phơi khô rụng xốp nhẹ, nên gọi tên Nội Hư, Khô Trường, Hữu Trường, Khô Cầm. Cây hoàng cầm cây thảo sống dai, cao 30-60cm, có thể tới 50cm, có rễ hình to thành hình chu y, vỏ ngoài màu đen. Thân mộc đứng hình bốn cạnh, phân nhánh ở gốc. Lá mộc đối cuống rất ngắn hoặc có cuống, cuống lá hình mát hẹp gợn sóng, đầu hơi tù, dài 1-5-3cm, rộng 2-7mm, lá nguyên hoa mọc thành bông ở đầu cành nằm về một bên, màu lam tím, tràng hoa gồm 2 môi 4 nhị, 2 nhị lớn dài hơn tràng, màu vàng, bầu có 4 nhăn. Cây này nước ta không có hiện phải nhập của Trung Quốc. Tác dụng dược lý, tác dụng miễn dịch, tác dụng chống dị ứng của Bicalin liên hệ ức chế khả năng giải phóng enzyme ra khỏi các tế bào, có lẽ do thủ thể ức chế. Tác dụng ngăn ngừa dị ứng này làm cho cơ giãn trát thuốc có tác dụng đối với da của heo được gây dị ứng và chất histamine. Chất Bicalin và Bicalin có tác dụng diễn phế quản đối với tiểu phế quản của heo bị gây dị ứng suyễn. Cả hai chất này tác dụng ức chế phù co thắt giảm tính thẩm thấu mao mạch ở chuột. Tác dụng kháng khuẩn, hoàng cầm có kháng phổ rộng. Trong thí nghiệm, nó có tác dụng ức chế đối với nhiều khuẩn bệnh gồm tụ cầu vàng, trực khuẩn bạch hầu, phế cầu khuẩn, đảo mô viêm Neisseria. Có báo cáo cho thấy tụ cầu khuẩn vàng kháng penicillin lại rất nhạy ở trong hoàng cầm. Nhiều thí nghiệm báo cáo cho thấy thuốc có tác dụng kháng lại trực khuẩn lao. Trong khi thuốc có dấu hiệu tốt đối với chuột thì lại không có tác dụng đối với heo Hà Lan. Cho chuột bị nhiễm virus dùng hoàng cầm, không có dấu hiệu giảm tổn hại ở phổi và tăng thời gian sống hơn so với nhóm đối chứng. Trong thí nghiệm cũng thấy có tác dụng kháng lại với nấm da và có khả năng diệt Leptospira, Chinese Herbal Medicine. Tác dụng điều hòa nhiệt độ, từ năm 1935, có báo cáo cho biết rễ hoàng cầm có tác dụng hạ nhiệt, Chinese Herbal Medicine. Tác dụng đối với huyết áp, nước sắc, cồn chiết, dịch truyền, kể cả nước và cồn trích hoàng cầm đều có tác dụng hạ áp đối với chó, thỏ và mèo được gây mê. Cho uống hoặc chích đều làm hạ áp đối với chó có huyết áp bình thường hoặc huyết áp cao do thận. Một nghiên cứu về tác dụng hạ áp cho thấy, chất chích từ loại cây ở Vân Nam có tác dụng mạnh nhất, kế đến là loại của Hà Bắc. Còn những chất chích từ phía Đông Bắc Trung Quốc thì yếu nhất. Đa số các nghiên cứu cho thấy tác dụng giảm áp của hoàng cầm tùy thuộc vào tác dụng diễn mạch, Chinese Herbal Medicine. Tác dụng lợi tiểu, nước sắc hoàng cầm có tác dụng lợi tiểu đối với chó và người bình thường, Chinese Herbal Medicine. Tác dụng điều hòa nhiệt độ, từ năm 1935, có báo cáo cho biết rễ hoàng cầm có tác dụng hạ nhiệt, Chinese Herbal Medicine. Tác dụng lợi tiểu, nước sắc hoàng cầm có tác dụng lợi tiểu đối với chó và người bình thường, Chinese Herbal Medicine. Tác dụng chuyển hóa lipid, nước sắc hỗn hợp hoàng cầm, hoàng liên và đại hoàng không gây ảnh hưởng đối với cholesterol, phospholipid ở thỏ bình thường nhưng làm hạ lipid nơi người hiện chế độ cao ăn kiêng cholesterol trong 7 tuần hoặc nơi người đã được trị bằng thyroid, Chinese Herbal Medicine. Tác dụng đối với mật, nước sắc hoặc cồn chiết xuất. Hoàng cầm có tác dụng ức chế nhu động ruột. Cồn chiết xuất ức chế tác dụng của chất phylocan. Tác dụng này không ảnh hưởng bởi thần kinh phế vị, Chinese Herbal Medicine. Tác dụng đối với hệ thần kinh trung ương, chất bicin làm giảm sự di chuyển và phản xạ của chuột, Chinese Herbal Medicine. Vị thuốc hoàng cầm. Vị đắng, tính bình, bản kinh. Tính rất hàn, không độc, biệt lục. Vị đắng, ngọt, dược tính luận. Vị đắng, tính hàn, trung dược đại từ điển. Vị đắng, tính lạnh, trung dược học. Quy kinh, vào kinh thủ thiếu âm tâm, thủ thái âm phế, túc thái âm tỵ, thủ thiếu dương tam tiêu, túc thiếu dương đợm, bản thảo cương mục. Vào kinh phế, đại trường, bàn quan, đẩm, lôi công bào chích luận. Vào kinh tâm, phế, đại trường, đẩm, trung dược đại từ điển. Vào kinh tâm, phế, can. Tác dụng, tiết lợi, trục thủy, hạ huyết bế, bản kinh. Tiêu cốc, lợi tiểu trường, an tử huyết bế, biệt lục.
tả thực hỏa, trừ thấp nhiệt, chỉ huyết, an thai, trung dược đại từ điển. Thượng hành tả phế hỏa, hạ hành tả bàn quan hỏa, thanh thai nhiệt, trừ lục kinh thực hỏa thực nhiệt, trấn nam bản thảo. Tả phế hỏa, thanh thấp nhiệt, trung dược hồng. Trị ho do phế nhiệt, an thai, tiêu chảy, lị, bụng đau, hoang đản, các loại bệnh nhiệt, ung nhọt, mắt đỏ, mắt sưng đau, đông dược học thiết yếu. Trị ho do phế nhiệt, nhiễm trùng đường hô hấp trên, tiêu chảy, kiết lỵ do thấp nhiệt, nôn ra máu, chảy máu cam, tiêu ra máu, trong kinh, thai động không yên, do nhiệt, huyết áp cao, thấp chẩn, lâm sàng thường dùng trung dược thủ sách. Liều dùng 12-20g sắc uống ứng dụng lâm sàng của vị thuốc hoàng cầm trị mình nóng, miệng đắng, kiết lỵ. Hoàng cầm 12g, cam thảo, thực dược, mỗi thứ 8g, đại táo 3 trái. Sắc uống, hoàng cầm thang, thương hàn luận. Trị huyết ra lai ra do nhiệt, hoàng cầm 40g sắc uống nóng, thiên kim dược phương. Trị nôn ra máu, chảy máu cam, lúc có lúc không, do tích nhiệt mà gây ra, hoàng cầm 40g, bỏ ruột đen, tán bột. Mỗi lần dùng 12g, sắc với một chén nước 6 phân uống nóng, hoàng cầm tán, thánh huệ phương. Trị trẻ nhỏ giật mình kinh sợ, khóc đêm, hoàng cầm, nhân sâm, đều không, 4g, tán bột. Mỗi uống một ít với nước sắc trúc diệp, hoàng cầm tán, thánh tế tổng lục. Trị thương hàn, tiêu tích nhiệt, tả hỏa ở ngũ tạng, đại hoàng, hoàng liên, hoàng bá, các vị bằng nhau tán bột, chưng thành bánh, làm viên to bằng hạt ngô đồng lớn. Mỗi uống 20-30 viên với nước, tam bổ hoàng, đan khê tâm pháp. Trị trong phế có hỏa, phiến cầm sao, tán bột, trộn nước làm thành viên, toàn hạt ngô đồng. Mỗi lần uống 20-30 viên với nước, thanh kim hoàng, đan khê tâm pháp. Trị đầu đau ở đầu lông mày, phong nhiệt có đàm, hoàng cầm ngâm rượu, bạch chỉ, hai vị bằng nhau, tán bột. Mỗi lần uống 8g với nước trà, đan khê tâm pháp. Trị trẻ nhỏ giật mình kinh hoảng, khóc đêm, hoàng cầm, nhân sâm, hai vị bằng nhau, tán bột. Mỗi uống 4g với nước, phổ tế phương. Trị gan nóng sinh mờ mắt, không kể người lớn hay trẻ con, hoàng cầm 40g, đạm đậu xị 120g. Tán bột, mỗi lần dùng 12g, bọc trong gan heo, chưng chín mà ăn, uống với nước nóng, ngày 2 lần. Trị đầu đau thuộc thiếu dương kinh hoặc thái dương kinh, có thể ở chính giữa hay một bên, phiến cầm, ngâm mềm với rượu, phơi nắng, tán bột. Mỗi uống 4g với rượu hoặc trà, tiểu thanh không cao, lan thất bí tàn. Trị nôn ra máu, chảy máu cam, trong kinh, hoàng cầm 120g, sắc với 3 thăng nước, còn 1 thăng rưỡi, mỗi lần uống 4g, uống nóng, hút bệnh loại phương. Trị trong kinh, phụ nữ tuổi sau 49, rối loạn tiền mãn tính. Điều cầm tâm 80g, ngâm với nước giấm gạo 7 ngày, sau khô rồi tẩm tiếp, làm như vậy cho được 7 lần, rồi tán bột. Hồ với giấm làm viên, to bằng hạt ngô đồng lớn. Mỗi uống 70 viên, lúc đói với rượu nóng, ngày 2 lần, cầm tâm hoàng, thủy trúc đường kinh nghiệm phương. Trị trong kinh, hoàng cầm tán bột, mỗi lần uống 4g với rượu tích lịch, dùng quả cân bằng đồng đốt nóng rồi bỏ trong rượu. Hứa học sĩ ghi rằng, khi bị trong kinh dùng thuốc bổ huyết và cầm máu, nhưng bài này trị dương thừa ở âm. Cái gọi là trời nắng làm cho đất nóng, kinh nguyệt nóng tràn ra ngoài cũng là vì lẽ đó, bản sự phương. An thai, thanh nhiệt, điều cầm, bạch truật, hai vị bằng nhau, sao, tán bột, trộn với nước cơm làm viên, to bằng hạt ngô đồng lớn. Mỗi lần uống 50 viên với nước hoặc thêm thần khúc. Thể khi có thai muốn điều lý thì dùng bài tứ vật bỏ địa hoàng, thêm bạch truật, hoàng cầm, tán bột, uống luôn rất tốt, đan khê tâm pháp. Trị sau khi sinh huyết ra nhiều, uống nước không giúp hoàng cầm, mạch môn đông,